chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Lời nói đầu tiên thì cho phép bốn anh em mình gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì sáng sớm mấy anh em mình đi học cua đồng nha cả nhà. Tại vì mấy hôm nay thì do cái thời tiết anh em mình đi săn bắt nó hơi hạn chế, mong cả nhà thông cảm cho anh em mình nha. Anh em mình làm săn bắt thì săn bắt theo mùa, săn bắt theo con nước, mình còn phụ thuộc vào thời tiết nữa cả nhà ơi. Thì nói chung những cái ngày không thuận lợi thì anh em mình sẽ tìm những cái video trên bờ để cô chú anh chị xem giải trí đỡ buồn ha. Bây giờ thì mấy anh em mình bắt đầu đi ra vườn để đi thục cua đồng nha. Hôm nay thì mình sẽ đi ra cái vườn hành, vườn ổi đó, của ba anh chồng nè. Mấy anh em mình sẽ đi thục cua đồng. Mấy này thì trời lập đông, tháng 10 thì sao lập đông nên cứ mưa suốt luôn nha. Cho nên là cái việc đi săn bắt của anh em bị hạn chế lại, mưa dông quá chừng. Rồi cái dàn mận bầu này tàn rồi. Non chín luôn hả? Nhỏ hả? Có được. Con này cũng được rồi. Cái này chiên giòn này, chiên KFC phiên bản nông dân. Trọng anh đang gên là với gốc hành. Cảnh chua lắm anh ơi. Từ từ Nhí ơi, để cho anh Trọng mình nữa rồi. Sáng sớm tỉnh ngủ không? Nếu hôm thức tới giờ này luôn mà. Vậy đó hả? Mấy giờ anh thức? 2 giờ. 2 giờ hả? Con Trọng coi. Mới vô. Mới vô bị cạn đủ bóp rồi. Dĩ dính đẳng nè. Cũng vừa. Cũng vừa. Đâu, nó không nổi. Vườn hạnh này của ông cậu nè cả nhà. Bữa bán không được. Mấy anh em có mua lại xong rồi đem phát cho bà con. Thì sắp tới thì cũng có một chuyến từ thiện nữa nghe cả nhà. Phần quà là 40 phần. Mỗi phần quà trị giá là 400.000 đồng. Nhưng mà hiện tại thì tình hình ở xã anh em mình là chưa ổn định. Cho nên anh em mình chưa có phát quà cho bà con được. Ôi. Được bự không ha? Chắc cỡ từng đổ lại nếu mình phát quà được anh chồng ha. Tại vì Danh cũng có nhận tiền từ thiện của cô với chú rồi, nhưng mà do cái tình hình nó quá phức tạp mình chưa thể phát được. Một số hộ gia đình trong danh sách phát từ thiện á, là bị cách ly tại nhà, bị F2. Cho nên mình cái chuyến từ thiện tạm thời mình đình lại. Thì khoảng tầm một tuần nữa thì anh em mình sẽ phát cho bà con luôn nha. Từng đổ lại à. Quê rồi Danh ơi. Nữa hả? Lên tới bờ còn kẹp kìa. Sao sáng bị gì ta? Chứ lẽ anh vậy? Ở những cái sạch luôn. Anh chậm sáng làm vô á. Vậy? Nói vô anh chậm á nha bạn. Sao một ly lẽ vậy?
vô sâu vậy. Bóp. Chậm dơ anh chậm. Bóp. Nó kẹt. Ba nhí rồi. Ừ. Em hay quá. Đó. Cú đực, cú đực. Sáng nhìn vườn mát mẻ ha cả nhà. Vườn này thì cậu trồng ổi nhiều hơn hạnh. Nhưng mà hạnh thì mình bán không có được. Tự nhiên là thương lái người ta không mua luôn. Cái lúc mà không có dịch á thì người ta vẫn mua bình thường. Nữa kìa. Cái mớp lỗ luôn rồi. Vô là đế kẹn liền rồi. Lên. Dí quái kìa. Chưa có bị kẹt. Chứ anh chậm. Cú bự ra. Nó như cú biển vậy. Vô cái nó đưa cái cạn nó trước. Ê, em quay anh chậm cái anh chồng ơi. Mấy anh em dính đi chiều quay không kịp luôn. Rồi. Đừng có nhép nha, nhép cái đau lắm. Yeah. À, bắt ngược luôn nha. Bắt ngược hả? Cú bắt ngược luôn. Ồ, cua bự. Càng này kẹp mấy phê. Phê á. Ừ. Ừ. Hai trái ổi nè, ngon nữa nha. Nhìn đẹp ha. Nhưng mà cái đít nó bị úng. Mấy trái ổi này thấy vậy chứ đừng chê nha, ngọt lắm á. Ừ. Trái ổi này hơn nửa ký anh Trầm. Ổi này ổi Đài Loan. Cái màu nó đẹp, nhìn cái màu là mình nhìn trái ổi vậy là biết nó ngọt à. Mấy anh em mình mới thuộc trong cái mương phèn. Bây giờ mình đi ra cái mương cái. Hả? Mấy con anh Trọng. À. Có con này không kẹp nè. Giờ 10 con, 8 con thì cũng già rồi. Để dành ơi. Ờ. Ờ, anh Trọng bắt cua hồi quen tay hết kẹp rồi ơi. Sáng chưa quen hả anh Trọng? Tía cua kẹp đứng trên bờ nó cười. Wow, dính trưởng à. Tía cua kẹp cười hoài luôn kìa anh Trọng ơi. Cho mày ra luôn. Chạy chạy ngược trở lại nữa hả? Cua đúng lỗ rồi. Giờ là ổi Đài Loan ký nhiêu không cậu? Ổi này có ổi nữ hoàng có 3 ngàn, ổi kia có 1 ngàn. Ổi Đài Loan 1 ngàn không cậu? Ngàn. Trời ơi trời. Quá trời. Nhưng mà dưới quê 1 ngàn bạn có thể mua được 1 ký ổi Đài Loan nha. Hạnh giờ là cũng giống như đó vậy không cậu? Không ai mua đúng không? Không ai mua. Chết luôn.
trồng vườn năm nay lỗ. Dịch trồng ít lỗ ít, trồng nhiều lỗ nhiều. Dạ. Kẹp hoài vậy? Hả? Kẹp hoài vậy? Kẹp hoài luôn hả? Nó mở hả? Không hên vậy. Cái lẻ hết. Ủa anh chậm đâu rồi ta? Mấy con. Chốt mà hả? Nguyên một khúc mưa chỉ có một con mà. Ừ. Nè, gỡ bịch thùng bánh. Anh Trọng. Cái mương này ít ha. Ôi nghe nghe qua liền đi liệt chì rồi. Anh đâu vậy? Ừ thấy rồi. Hạnh chín vàng nhóc nữa kìa anh Trầm. Dạ. Đây. Ừ. Thường thường cái giả gốc cây có hang cua đó, con nãy mấy bự bự. Ừ. Kẹp nữa hả? Nữa rồi. Mà dính lâu kìa. Cái đủ, cái giả không giờ luôn. Cái đầu đâu sức lỗ quá. Bu ra đi, bu ra đi, bu rồi tao bu cho mày ra luôn á. Không biết cái gì vậy con. Nhí cũng bị phê cái gì kìa. Ô. Ông chợ không bu ra tới ngoài miệng luôn nè. Đâu. Ừ, kẹp luôn đi. Dở lên luôn vậy không buông kìa. Ừ. 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 Kìa. Không buông luôn hả? Buông đâu? Con cua này giữ thì chết. Sức lỗ luôn rồi. Đó. Trời ơi. Nhớ để giấu mày ăn. Để giấu mày ra ăn nè. Anh Trọng sáng giờ đi kẹp hình như là mỗi hang luôn. Ký lực về thuộc cua à. Ừ. Mở hàng cái chúng luôn kì quê éo éo vậy nha. Á á chút 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 hên nữa sao. Hả? Đó giờ mới thấy được ngốc lát này bự vậy luôn á trời. Đâu anh Trầm? Ngốc lát siêu to. Hả? Thôi trời. Ngốc lát gì như ngốc bu vậy? Ừ. Trời. Dễ dàng. Cũng như ngốc bu vậy. Cua này nó bị kẹp. Phải phải. Kẹp lên tới miệng luôn kìa cháu ơi. Nãy đúng lỗ rồi nè. Phải à, nhí bị kẹp anh Trọng phái dữ rồi. Chặt tía à con. Hang nhỏ, cua nhỏ bỏ đi. Tía bắt cua nè con. Bự cũng được mà. Gì dài.
giật kia giật kia nhắc tao lắm. Ồ chưa đi phải nhé chưa này nha. Sạch sạch đó anh hai, anh xịt thuốc gì anh chồng? Bầu mớp. Bầu mớp vậy hả? Đây. Không. Ủa không. Đâu? Kỹ lực kìa anh ơi. Ừ. Con càng kênh. Thôi anh chồng. Đâu đưa. Nhép đã. Kẹp đít nhí à. Sáng giờ mới thấy được con càng kình đó ha. Đây là thành quả mấy anh em mình đi thục. Giờ sẽ về làm cái món cua chiên cá xê phiên bản nông dân. Đây vô anh chồng ơi. Lăng tăng ha. Rồi mấy anh em mình sẽ mừng xúc cua này để làm món ăn nha cả nhà. Wow. Của anh em đã mừng rồi nè cả nhà. Thì hôm nay anh em mình chiên giòn. Thì bắt đầu pha bột nha cả nhà. Cho 2 bịch bột chiên giòn. Chiên cá ép chê nữa phải không? Phiên bản nhí cù lâm dung. Cho vô 2 trứng gà nha cả nhà. Đâu là vừa có anh chầm. Cho vô thêm nước. Đánh nha cho nó tan đều. Cho sùng kia, cho dầu nóng. Cua đồng này mình cũng nấu giáp món hết rồi đúng không? Nhưng mà chưa có chiên kiểu này nè. Này thì mình xài hơi nhiều dầu nha. Mình xài cho dầu đó 1 lít thôi nhé. 1 lít. Cái này cũng làm cũng đơn giản ha. Chiên cái này chắc mình ăn có thể là mình ăn không bỏ gì luôn cua nè. Bình nguyên hình cua đảo ơi. Kìa. Cua đó nhí. Ừ. Nhớ đẹp ha. Ừ. Thịnh cua luôn à. Mình để lên đây cho nó hút dầu đi nha. Dầu nó nhiễu xuống chảo bớt. Lắc bôn cho nó ra dĩa. Gia hình con cua.
Wow, cua vàng ươm luôn đó nha. Nó đã. Này giống như chiên trứng chiên vậy ha. Có hai cái miếng này nè. Em nghĩ là mấy cái con cua này, con cua cần cành ăn hơi khó anh Trọng ơi. Cái càng hơi cứng à. Ừ, mấy con cua càng nhỏ nhỏ ăn nó ngon hơn. Cái này ghê mà thấy luôn á. Hả? Thì ghê đó. Ừ. Wow. Cái sao này nó hơi vàng hơn nha. Cái này nhâm nhâm lý á. Nhâm nhi đúng không? Ừ. Món này ăn cơm không hợp. Đó. Cua chiên KFC phiên bản nông dân nè. Rồi, cảm ơn em. Anh Trâm. Cua chiên cũng hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá nè. Này mình chấm tương ớt nha cả nhà. Vô cái. Hai mặt nhóm mời cả nhà ăn cua chiên KFC nha cả nhà. Rồi, vô. Mưa tới luôn rồi. Nhâm nhi được rồi. Đặng miếng à, đặng đi. Đã dữ rồi. Anh nghe có ngoe cũng ngon quá nào. Gì đó? Dừa. Nhiều quá cay. Cay. Cái này nó cay gì á? Hả? Thay à? Rồi. Đã quá Dương ơi. Được không? Ngon. Quá. Nó tập luôn miếng lên lên. Cái gì nó làm sao? Giòn, ngọt. Không cua đồng thì nó ngọt phải rồi. Cái này ngọt quá khác luôn. Có ngủ nhí rồi. Đang mưa luôn nghe cả nhà. Anh em mình lai gai nè. Ngủ quá. Hả? Hả? Thôi thôi. Ngủ bự vậy đó. Ngủ nhí nhí nè. Đó. Trời trời. Thật cực khó ăn con bự đi. Thật cực khó ăn con bự đi sao kỳ vậy? Tía kìa mấy kẹp. Tôm chả bá nữa. Cái hai con đầy cái chén à. Anh Trọng thục con hình như là 10 con bị kẹp hết tẩy rồi. Sao sáng mở hàng kẹp quá luôn. Thấy con đầu đi nha. Nó kẹp rồi. Cái hàng nằm dưới nước không á. Hàng nước nhiều. Hàng này nằm dưới nước không? Chứ mưa mới gà nhỉ. Mưa thì luôn. Phú Đồng này mình làm được rất là nhiều món ngon với miền Tây nha cả nhà. Hủ tiếu, cháo, canh. Nó canh cũng ngon. Anh đậm danh nấu canh. Nấu canh chua cũng được. Kho chả ớt rồi, nó thì phát biểu. Dừa. Nhiều món mà nó dễ ăn không? Nãy nay mình làm chiên kiểu này ăn thấy ngon. Giòn. Giòn. Cặp vô miếng leo đỡ ngán. Phải gai nữa ha. Phải ngậu ướng hoài luôn vậy. Đúng vậy. Thầy đang mưa uống đế. Vô. Cua kẹp.
đổi món á, đổi món, món ăn cái nó ngon, nó lạ miệng á. Ngon mà nhai nó giòn mà nó ngọt ngọt. Béo béo rất là giòn luôn, cái thịt nó không bị khô. Đảo à. Nào cái nhà có cua đồng á, làm nhớ làm này nha, ăn thử như anh em mình nha, ngon lắm. Làm hấp dẫn quá. Một cái nữa nè, hỏi mày nhậu mạnh không trời, em nhậu cũng đỡ rồi anh, nhậu tàn nó mưa à. Bố anh em mình xin dừng video tại đây nha cả nhà, xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha, hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha, bye bye.